Vâng, và lần đầu tiên cho Phạm Thức Auto kính chào quý vị các bạn. Và trước mắt anh em đây là chiếc lọc xì Kenwood, mã của nó là 7030. Với thiết kế khổ rộng là 43,8 cm, chiều cao là 17 cm, tương đương với gần như là bằng chiếc âm ly Denon 2000. Và chiếc lọc này thì bên em, các bác nhìn vô vào cái màn hình này sẽ thấy là hiệu ứng đèn ở bên em nó không giống hiệu ứng đèn của những bên khác. Đó, chiếc lọc này là một trong những phiên bản đặc biệt hiếm trên thị trường, nên nó mới có thể nhảy được nhiều chế độ đèn như này. Đó, và đây là tắt mà. Đèn rất đẹp nhé. Với diện tích đèn lên đến 15-16 cm chiều rộng, chiều cao là 4 phân rưỡi. Đây là một trong số những con quai có hệ thống đèn nước rất đẹp. Và giá của chiếc lọc này thì bên em đang xuất ra mới có 3,6 triệu thôi. Còn đây là phần ruột gan bên trong của máy. Rất đẹp và sáng sủa luôn. Cái dòng Kenwood này này, cái phần hậu sau này của nó rất hay bị han chóc cái điểm này nhé. Các bác có thể tham khảo đầy đủ về cái con lọc này hộ em. Mã của nó là 7030, Made in Japan, và con này nó sử dụng hai cầu điện, điện 100 và điện 220V. Hiện tại bây giờ em đang để điện 220V. Đây, nó bóng từ cái này lên thì các bác nhìn nó hơi khó. Đấy. Con này rất đẹp luôn nhé. Giá là 3,6 triệu, không bao gồm tiền cước phí, máy bao zin cho anh em tuyệt đối, hoạt động hoàn hảo, bảo hành 2 tháng. Với khổ là khổ 43,8 chứ không phải là khổ nhỏ. Con này có một cái đây, khi chúng ta chỉnh ba tép của nó chúng ta chỉ cần bấm này. Đấy, xong xoay cái này. Nó sẽ nhảy số giải tần ở đây và chúng ta bấm lên xuống. Đó. Bạn thấy chưa? Đấy, thì ba tem nó sẽ thay đổi. Sau đó thì hệ thống đèn của nó là chữ delay này, đây là đèn này. Và khi chúng ta chỉnh được thì chúng ta có thể lưu vào là bấm vào metro rồi bấm vào số 1, nó sẽ lưu vào số 1. Đây, các chế độ lưu của nó. Và có hai cổng tín hiệu vào, một cổng tín hiệu chính và một cổng tín hiệu tap. Nút qua quai và không qua quai là ở đây. Hiệu ứng đây, con này nó còn có thể bù âm cho to nhỏ lên được nhá. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc tép này, em tháo mic ra nhá. Đây. Nó bù một lượng âm thanh rất lớn luôn này. Rất đơn giản, hiệu ứng rất hay đúng không ạ? Giá là 3,6 triệu nhá. Không nói lại nữa. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn anh em đã xem, ủng hộ kênh của Phạm Thức Audio.